Thì hôm nay con tới đây con thăm bà là con chiếc kia 500 ngàn của cô Thanh rồi sống bên Úc nhá. Đó, cô Thanh bên Úc thì tặng cho bà 500 ngàn ha, để bà mua gạo ha. Đỡ. Mua quá. Mua chai kim. Thì hôm nay con cũng nhờ được cái mấy bà con ở đây cầu cứu, rồi nói bà cụ là rất là khổ, thì tụi con tới cũng xác minh. Thì con sẽ trích ra cái quỹ của cô Tâm Độ là 1 triệu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình có nhận được một lời cầu cứu, có chia sẻ là một bà cụ rất là lớn tuổi rồi, cũng bị con cái ruồng bỏ ra đường, không nơi nương tựa. Thì hôm nay anh em mình tới xác minh cái câu chuyện này như thế nào, xem có hướng giúp đỡ được hay không, và thực tế những người con cái ra sao. Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Đây là bà cụ à. Thôi, con chào bà nhá. Bà đi đâu đây? Bà đi buôn bán lụm ve chai về hả? Nói lớn lớn tí nha. Rinh ve chai về cậu. Bà tên gì? Rinh Mâm. Tên Mâm hả? Dạ. Nhà mình ở đâu? Nhà ở đây. Nhà ở đây hả? Ở quê là ở đâu? Quê dưới miền Tây á. Có mình đây nè. À, thì con cái nó đuổi ra đường lâu chưa? Lâu rồi, lâu lắm. Trời rồi. Đất ơi, thì có mấy người con? Có mấy người con đó, tôi nói với cậu vậy đó. Đây, tới tí đi, không xe ô tô người ta đi. Đi lên đây tới tí. Đẩy tới. Cho ô tô nó qua. Rồi, đẩy vô nhà bà đâu ơi, bà. Trời ơi, con cái đuổi ra đường không chăm sóc này. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà ha? 76 rồi cậu. 76 rồi hả? Người ta thương đó. Hồi sáng rồi bà lượm được cái gì chưa? Có lượm được nó đâu, được 50 ngàn thuốc à. Rồi, từ từ, để con gắn ngay ơi. Lượm được 50 ngàn hả? À, được có 50. Trời ơi, rồi, đẩy vô nhà đi. Dớ không? Không sao, đẩy vô. Ừ. Rồi anh Việt Kiều Đức vô đẩy cho bà. Trời ơi mấy ông này dẹp ba cái này. Trời ơi. Thì hôm nay anh em mình cũng nghe người dân cầu cứu cũng chia sẻ. Nó mòn dữ hơn mà chưa có tiền ai đó cậu. Không chăm sóc đuổi ra đường. Anh em tới xác minh tìm. Không phải khó gì đâu. Ra sao? Cái bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nó mà ăn được rồi, rồi rồi để ngoài mình mà ăn không được rồi, nó coi mình không ra gì hết trơn chứ có gì chứ. Rồi bà quay lại đây, quay ra hả? Bà quay mặt ra đây, anh em mong hỏi chút chuyện chút xíu. Đây là một cái dạng cái chòi, cái liều. Thôi được rồi bà ơi, được rồi, để đó đi. Thôi rồi bà cho con hỏi là nhà này nhà của mình hay sao? Nhà của cậu Út. Người ta cho ở nhờ hả? Ở nhờ. Trời ơi. Chứ đâu phải của mình đâu. Bà có mấy người con? Thì cô tôi nói nó chết rồi còn có mấy người đó. Mấy người... Bây giờ cô chia cô kể chi tiết ở đi nha. Hả? Mấy người con đuổi ra đường hả? Bây giờ bà kể coi có bao nhiêu người con, tên gì? Con lớn là tên gì? Lớn chết rồi. Con lớn chết rồi hả? Con thứ hai. Chết rồi thứ hai à? Tên Hà. Rồi con thứ ba. Thứ ba nó đi bị bắt á. Rồi con thứ tư. Rồi thằng kế á. Kế chết queo rồi. Hỏi cậu Út coi. Có bao nhiêu người con? Thì có mấy đứa đó. Mấy đứa là mấy đứa? Ba. Ba đứa hả? Ừ. Rồi không con không ai nuôi hết hả? Không ai nuôi chứ. Nào giờ mà. Gái. Hiện gái đó. Gái hả? Gái ghế đậu ngay. Khổ quá làm sao nuôi mình nổi. Được bạn ra đường lâu chưa? Lâu rồi. Tôi lên đây là 5-6 năm rồi cậu ơi. Chứ không phải mới đây đâu. Mà tôi cũng sốc. Thăm bà không? Ồ, rể nó có là bà giữ không lúc trước ở chung á? La mình cũng dán chịu chứ sao giờ cậu. Mình ăn nhờ ở đậu. Ăn nhờ ở đậu hả? Lúc đầu mình đau á, mình mà không được á. Dạ. La lắm chứ đừng nói. Rồi bắt cô đi làm hả? Bắt bà đi làm hả? Bà mình đi bằng được. Kiếm tiền thuốc uống. Dạ. Bà năm nay là bà hồi nãy bà nói là bao nhiêu tuổi rồi ha? 76. 76. Trời ơi, sao mà trời mẹ ơi. 76 tuổi mà đuổi mẹ ra đường nhỉ? Cậu chưa thấy mấy thằng ở sớm chứ kìa, nó lợn nhà nó đau quá, đau cái tôi lợn mượn cậu vô ăn cơm, nó nhảy người đùng đùng đùng, nó không coi lợn nhà nữa đó, cái nó nói sao mà chị hai không nói cho em, mình quýnh nó sặc máu. Trời mưa rồi. Bà, bây giờ vô thăm bà vô nhà. Bà cụ tí xíu ha. Trời mưa rồi vô nhà thăm bà, đi vô, đeo đó. Bà cứ đeo đi. Dạ. Bà đi vô dẫn anh em con vô thăm cái nhà tạm của bà. Cái nhà này là không phải nhà của bà đúng không? Không phải đâu, của cậu Bình. Cậu Bình cho ở đỡ. Cho ở đỡ thôi hả? Ừ. Cậu Bình đó có bà con gì với bà không? Không có đâu, không có bà con đâu. Bà ngồi đi. Bà ngồi đi. Người dưng mà. Người dưng mà. Rồi bà ngồi xuống đi.
Trời ơi, cái nhà này, ôi cái nhà này mưa là ướt hết rồi. Không phải cái này là mình gọi là cái chòi dựng tạm. Này cậu Bình cho ở đỡ mà. Ở đỡ đang sống qua ngày mà. Dạ. Cậu Bình là không có bà con gì với cô hả? Không có bà con đâu. Tôi ở dưới miền Tây lên rồi tôi che cái chòi rồi cậu thấy gì sự nghiệp của cậu che cho ở đó 2 năm rồi. Sao mà con cái mình nuôi dưỡng tới bây giờ mà lại nó đuổi cô đi thì lúc đó cô khóc không? Không. Tại mình vô phước thì nhẫn chịu chứ sao vậy? Trời đất ơi. Đi bằng sống mình nên. Mà nó nội ngay ở dưới sớm quê á, nó không có cho đi đâu. Mà ở đó nó nuôi mà thôi. Nhà người ta giàu mình ở kỳ quá, ở không được. Nhà con dễ giàu hả? Ừ. Con dễ giàu mà xong nuôi không mẹ. Không có, người ở sớm á, người ta giàu á, cũng như cậu này nè. Ta giàu á, người ta nuôi mình á, mình đâu có ở được. Trời ta giàu ở khó lắm. Thế bây giờ hiện tại giờ là con gái của cô đang ở đâu? Trời ơi, ở dưới miền Tây á. Miền Tây là tỉnh nào? Tỉnh An Giang á. An Giang, ừ. Mà sao cô không về đó ở cùng với con cái? Không được, tôi nói tôi ở không được. Con đuổi đi hả? Ừ, trời hỏi cậu ơi. Bình này đi. Ở không được, phải ở sao được mà con nuôi con mà bao nhiêu năm thành tài mà sao mà con lại đuổi cha mẹ ra đường như vậy? Cậu khó cậu lắm. Bình này không có bà con mà nuôi cắt cái chòi cho cô ở, còn con cái thì lại đuổi cô đi. Không có, ở chung cũng được. Khổ quá. Thì cô không có dặn con cái không? Không có dặn đâu. Tại mình đi xuất thân ra đi mình ơn mà. Đi bằng ăn ơn mà. Ủa chồng cô lâu? Chết lâu lắm rồi. Mất lâu rồi ha. Thấy ông tôi đừng chết thì tôi đâu có cực cái gì đâu. Khổ. 3-4 người con mà không ai nuôi hết trơn. Trời. Nó chết rồi. Thằng kia nó chết rồi. Thì vẫn còn 2-3 người mà. Sao mà nuôi mình được? Lúc mình đau á. Rồi ở nhà nó rồi trốn hao, nó la lắm cậu ơi, không được đâu. Tôi mằng cái tỷ bữa nay đau đi, hết đi ngày mai là tôi cũng đi à, đi kiếm tiền. Chứ không cho mình ở nhà hả? Không có. Mình nhà khổ vậy đó. Con rể nó có tốt không hay là con rể nó cũng bạo hành với mình? Hả? Con rể của bà á, con rể có tốt không? Không, không tốt. Không tốt hả? Ông. Trời ông ơi. Ông ở nhà ông rất nào. Không dám mượn cái gì chứ, mượn ổng làm giùm, mướn ra làm không đó, tự không có đồng bạc, ổng mướn ra làm không, khổ tới mức đó. Wow, khổ quá ha. Rồi bây giờ hàng ngày cô sống bằng cái nghề gì? Nghề đấy với chai. Lượm ve chai hả? Ngày cô lượm được, bà lượm được bao nhiêu? Nói nào ngay không có lượm mua rồi, như cô bác người ta thương như mấy cậu này nè, thương cái cho, còn không cho thì bán thì mình mua. Chỉ có gì đâu, mình có tiền đó, tiền để dành uống thuốc đó, đủ ăn vậy đó cậu. Một ngày mình lời được bao nhiêu? 100 không? 150. Đẩy đi cực lắm hả bà? Cực lắm cậu ơi, nó mệt, xây mồ bây giờ già cả đẩy mệt muốn gần chết luôn qua. Đuối hơn luôn. Già đẩy chiếc xe hay cực khổ quá. Rồi người ta thương nữa, mấy người ở trong nhà người ta thương nữa. Rồi mưa về bà nằm sao, mưa tạt hay dột về bà nằm sao? Cả chỗ nào không dột thì nằm chèo queo. Theo con nhìn cái nhà này thì chỗ nào cũng dột hết. Nằm chèo queo, chỗ nào không dột thì mình nằm chèo queo. Chỗ nào dột thì lấy cái thau mình hứng. Rồi lên đây rồi con cái biết bà sống trên đây không? Biết chứ, trời ơi, nó ở đây nó biết mà. Không có lên luôn hả? Không. Ghé thăm luôn. Không gì hết trơn. Mà không hỏi thăm nữa nha. Ngộ thiệt nha. Không hỏi thăm coi mẹ khỏe hay sao. Không, không có gì chứ. Quá tệ hả? Có bất tiền hiếu quá trời. Mình nghèo khổ, nó nói mình nghèo khổ mà gì có tiền, nó hỏi gì chi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tới nước đó đó, cho cậu. Nói gì luôn hả? Ừ. Nói là cô nghe, tôi nói... không có tiền hỏi làm gì hả? Ừ, hỏi làm gì. Trời ơi, một bà già mà gần 80 tuổi rồi, ở gần mình đây mà con cái rồi, không tới thăm nom gì hết. Ở trong là vô nói đó, có xe đâu. Mình ngẫm nghĩ lợi nha, mình xuống nước mắt luôn, không phải chờ đâu. Có xe? Giang. Có xe là sao bà? Thì người ta hát, người ta ngạo đó, người ta ngạo vậy đó. Không, tôi không có lương đó. Mà tôi nghe ngẫm nghĩ. Mẹ có biết hát cả lương không? Ừ.
Bà biết hát cải lương không? Tôi đâu có biết. Nghèo khổ đủ biết biết chữ thôi. Có thuộc bài thơ bà có thuộc bài thơ con cò không? Hả? Có biết bài thơ con cò không? Không, không, không biết luôn. Trời cái gì không biết. Bà ăn không, không biết cái gì. Bà là giống như con cò già đó, là nuôi con xong rồi, rồi con chồng lại vô đúng rồi. Hát á. Cò con bay lên trời á đúng không? Ở sớm á, có khi nào rảnh thì mình nghe. Chứ có gì đâu. Nghe mình ngẫm nghĩ vậy đó. Bà ở một mình bà nhớ con không? Không. Với quen à, không có nhớ. 10 năm, 20 năm thì không bỏ cô biết rồi cô. Mình lo bằng mình đi, không có lo ai hết. Rồi lỡ cô về già thì điện xe hưởng đó, nó quen cái nó chở gì dưới cái bà con có sớm lên xúm lên nó trộn cắt cho mình chứ không có gì chứ. Nó kêu gì dưới hoài à. Sống nhờ bà con lối sớm, còn con cái không có được nhờ được. Không, không có nhờ. Con cái bất hiếu quá. Nhờ lối sớm không. Lúc sớm thương lắm cậu. Mà sao hồi nhỏ bà có nuôi con bà lớn không? Bà có chăm sóc cho con không? Sao không? Trời ơi, chăm sóc cho con rồi. Đứa lớn mà, tôi còn chưa cho đi mằng nữa chứ. Tôi đi mằng không có cậu. Ai đây cũng la chứ. Vậy mà sao bây giờ con kỳ cục vậy? Ừ, ai biết đâu trong bụng nó được. Tệ quá trời. Không được đâu cậu ơi. Tệ quá. Có người mà đâu có biết được. Rồi lại mình vô phước thì mình gắng chịu chứ. Không phan trách phiền ai. Bà là giống ông Phong rồi đó. Ừ. Ông Phong hiện tại là một câu chuyện cũng đang nổi trên mạng xã hội này. Chính như người không, con làm giáo viên mà cũng đuổi cha ra được. Phiền trách ai chứ? Cô không có trách con cái ha. Không trách, không trách mà không phiền. Và không buồn, tội không gì chứ. Giờ chỉ là mình mặn mình ăn thôi. Chứ không có nghĩ gì chứ. Rồi cô làm, bà làm có gửi về cho con không? Không. Không ha. Trời ơi nghèo chết gì vậy. Xin tiền không có. Cháu ngoại cháu nội đâu có lên thăm không? Không, không có. Không có cháu nội có gì chứ. Không có cháu ngoại luôn hả? Ừ. Phải có cháu ngoại còn nữa xíu gì không. Nó thiệt đi. Con cái tệ quá nhỉ. Con rể khi này ngày trước bà ở chung với con rể á. Ở chung với con gái với con rể đúng không? Rồi sao mà con rể nó tệ quá sao mà đi. Đi hả? Con rể á. Ở dưới tôi ở riêng. Cũng có cái nhà vậy tôi ở riêng mình đó nè. Sống mình ơn vậy đó. Biết rồi, lúc trước thì bà ở chung xong con rể nó không ở chung. Ở riêng nữa. Ở riêng như gì nè. Vậy sao con rể đuổi mình đi hả? Mình thấy bất mãn mình đi. Chứ ép mình đúng không? Ép mình. Chứ đợi người ta đuổi là hết sức rồi đó. Chứ không có chơi được. Mình thấy bất mãn là mình đi. Mình sống ơn. Tự lập. Tự lập. Nhà cô bác thương. Bà làm hàng ngày là mình có đi xa không? Xa chứ, đây xuống chợ Thanh Hóa. Hổm dài đi lạc đường hai lần rồi. Đi lạc đường luôn. Lạc đường luôn. Giờ sáng mấy giờ bà đi lượm ve chai với mua ve chai? Sáng mấy giờ bà đi? 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ mới đi. Rồi nè, mấy giờ mới về? Có khi ít đồ thì 11, có khi có đồ thì 12. Dạ. 11 chứ 12 đường xa, 12 giờ tới đây à. Rồi chiều lụm tiếp. Chiều lụm tiếp. Rồi 4-5 giờ mới về. 4-5 giờ mới về. Gì đó. Có ở không đâu. Hỏi cậu Bình coi. Tôi đâu có ở không đâu. Miếng mặn. Lúc nào mà mình mạnh thì mình mặn. Đau thì mình nghỉ. Chứ đau sao đi được. Ở lúc mạnh thì mặn. Gì đó. Quá trời. Đặng cô bác người ta thấy gì người ta thương mình. Chứ đồ làm biến mà ai thương. Biến thì cho nhiều. Mẹ tôi mặn bán chết bán sống mới chịu được. Cho anh này cho anh ngủ. Khổ quá. Đó anh vô đây chủ em hỏi thăm chút xíu. Thế là anh đây đây ngồi cho đây anh ngồi cùng với bà cụ này. Không nước à? Thế anh phát hiện bà cụ này ở đâu mà anh đưa về đây? Ở nhỏ đêm gần đây là Thánh và không có tiền đóng nhỏ đó. Là anh thấy người ta không đâu mà ở nữa. Rồi thôi anh nó hơi mà về đây ở nên là anh mua mấy tấm tôn rồi nọ tặng cho bà. Đất này là của anh, đất của anh. Dạ, cái mấy tấm tôn này anh làm cho bà cụ á. Làm cũng hết 11-12 triệu rồi dựng lên cho bà ở. Nó mù bà che có tấm bạc bằng mấy cái tấm bạc mũ này. Nè bạc mũ đi không chơi trời. Mấy người anh nhắc người ta mình thấy thôi không được rồi. Che trời con. Ở đất người ta cũng dễ lắm sao. Ta đuổi chết luôn chứ đừng. Thầy sợ giật đất á. Ai mà giật tế gì trời. Mưa về sao à? Kệ.
năm chèo queo. Rồi ở đây chắc ở sớm thì có ai giúp được bà chủ gì không? Thì cũng có gì cho nó cái này nó cơ mình gói mình gạ cỡ đói á, đói đây cho đói mà không được á, cỡ dịch á giúp đỡ hỏi cổ út á. Bà cũng khỏe quá ha, gần 80 tuổi rồi mà đi nhờ ông bà độ là cậu ơi. Dạ. Ai cũng nói sao mà bà mạnh quá trời mạnh. Bà đẩy vô chơi tôi nói không đẩy không, không đẩy lấy gì ăn, anh cho bà ở đi sao khi nào thì mình lấy lại. Bây giờ bắt cô ăn thì anh đỡ lên thì cứ chừng nào cô Út hô lấy lợi thì mình đi chơi nhà trời khác. Thế thì anh gặp con gái của bà cụ này chưa? Anh chưa có gặp lần nào hết. Chưa gặp lần nào hết à? Thế lúc anh gặp bà cụ này bà chia sẻ hoàn cảnh như thế nào mà anh đưa bà về đây? Thấy người ta bỏ quần áo bà ra không cho bà ở trong trọ nữa. Đuổi ra luôn hả? Đuổi ra luôn hả? Đuổi ra luôn hả? Đuổi ra luôn hả? Nó thôi mà đi bà ở. Ở nhà trọ thiếu ít ngày cũng không được luôn. Mà lúc đó là cái này anh cắt chưa? Là lúc đó anh chưa cắt. Rồi bắt đầu thấy tội quá. Tội quá bắt đầu anh mới mua toàn ba con cũ nè. Rồi về bắt đầu mình kêu ít dung á, ít dung là thằng sáng, thằng gì mà con có nghĩa là cái hồi đó là anh thấy bà cụ này ở trọ xong rồi con cái đuổi ra ngoài đường, sao anh thấy tội của anh đưa về, tốt quá ha. Sao cả mình làm phước mình giúp được, mình giúp. Anh đẹp trai mà tốt bụng. Nhưng mà thấy hoàn cảnh như vậy là khổ quá khổ mà. Tội quá. Ôi, bà cụ là bà đi lại với cha bà có đủ ăn không anh? Thấy bà sáng rồi bà nảnh lên mưa nhông, mưa gió, đồ nắng, hết tội. Nhưng mà bà sáng bà đi mua ăn cháo không bà? Bà nấu cháo ăn không bà? Ăn cháo không bà? Nấu cháo ăn, luộc cơm mà ăn không bà cậu ơi. Đâu có tiền đâu đi ăn hàng. Bà đó giờ bà ăn tô phở nào chưa? Tôi không ăn, chưa biết ăn tô phở làm sao. Chưa biết tô phở luôn. Chưa biết tô phở là như thế nào luôn hả? Bây giờ gọi điện về cho con, kêu con ơi má thèm phở. Ăn phở bò không biết ăn đâu, nó không lắm ăn được. Mà sao mà anh thấy mấy đứa con này sao mà tệ quá vậy? Ta cho mà không ăn đâu. Con ăn bất hiếu quá nhỉ? Không có lo gì được đâu bà đâu. Mình nó khổ lắm. Mình thấy hoàn cảnh này mình thấy thương. Nhưng mà con cái mà nuôi con thành tài mà đuổi cha mẹ ra đường như vậy, sao bây giờ cái xã hội này thấy nó chán nhỉ? Đạo đức nó xuống cấp quá ha. Đúng rồi. Anh người dân mà anh còn thấy thương không? Thấy thương thôi, anh dựng cái nhà lên cho bà ở, nở. Rồi lỡ khi sau này bà già yếu rồi ốm đau bệnh tật, ví dụ như chẳng hạn nằm viện rồi kia thì ai lo cho bà? Bắt đầu ở sớm này, anh lại qua, anh coi tình hình thế nào. Thưa bà cụ này cũng gần 80. Chắc sống cũng được vài năm nữa, chắc không sống lâu đâu cậu. Không, bà mới còn khỏe. Bà đi lụm cho chai, mua cho chai đồ. Còn đi phà phà mà. Sống 100 tuổi rồi mà. Nói 100 tuổi cho tôi sợ quá. Tôi sống vài năm thôi, tôi sống vài năm thôi. 100 tuổi sợ lắm cậu. Khổ ha. Cực chết. Trời ơi, cái nhà. Từ tối bà ngủ đâu? Hả? Mưa sao ngủ được? Mưa ông trời sao? Nhờ ít mưa đêm. Ít mưa đêm cậu ơi. Mưa bằng ngày không à. Rồi có bữa mà mưa đêm mà sao? Mưa đêm đó dột thiệt. Cái bà. Tôi nằm chèo queo chứ sát chỗ đó. Bà chưa có nước nữa. Chưa có nước, bà hứng nước mưa không à, gì, nước gì? Nước máy xài á. Trời ơi. Ở đây chỉ có... Hứng nước mưa không đó, cậu thấy kìa, tôi hứng xài không đó. Ở đây thì anh có lắp cái đồng hồ điện hay còn vô điện thì cậu Út cũng vô cho. Vô cho, mà mình đóng cho người ta. Sao bà thấy cậu Út đi về mà không có bà con gì mà còn cắt nhà, cắt cửa cho cô ở, còn con ruột mình cậu mà ơi, không nuôi thì cô nghĩ mình, sao? Mình đó là mình bỏ ra ngoài đi, ta hết xài rồi. Hết xài luôn rồi hả? Con nhờ cậu Út, tôi nói hoài mà. Nhờ cậu Út cũng giúp đỡ. Mình thấy mình ổng khổ, mình thấy mình khổ. Hoàn cảnh mình khổ thiệt chứ. Chứ phải đâu có thôi. Rồi bây giờ trời mưa nó cũng ồn quá nên là anh em tụi con sẽ không có quay hình được nữa. Thì hôm nay con tới đây con thăm bà, con trích 500 ngàn của cô Thanh, cô sống bên Úc nhá. Cảm ơn mấy cậu nha cậu. Tặng cho bà 500 ngàn ha, để bà mua gạo ha. Đỡ.
vui quá, vui vô cha chiên. Hôm nay con cũng nhờ được cái mấy bà con ở đây cầu cứu, rồi nói bà cụ là rất là khổ, thì tụi con tới cũng xác minh. Thì con sẽ trích ra cái quỹ của cô Tâm Độ là 1 triệu. Rồi con gửi cho bà trước cái ha, rồi bà mua sữa uống. Rồi tụi con để tìm hiểu, rồi tụi con có cách tụi con giúp tiếp. Nhờ cậu này xuống mấy, nhờ ông giúp đỡ. Dạ. Của cậu Út. Cậu Út. Ừ. Cậu Út. Mưa to quá. Nhờ cậu Út giúp đỡ. Nhờ cậu đó giúp đỡ. Ông giúp xuống mấy. Dạ. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì hiện tại mấy anh em đang ghi hình bà cụ thì mưa rất là lớn, tiếng nói thì cũng không còn nghe được cô chú anh chị, nên là mấy anh em cũng xin kết thúc clip tại đây và sẽ cập nhật những clip sau có giúp đỡ cho bà cụ thêm thì mấy anh em sẽ cập nhật tiếp nha. Quý ông bà cô chú anh chị thông cảm, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện bất bình trong xã hội, ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Giờ đây thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Muốn lấy tàu chưa mang không biết mưa hứng biết mưa. Đây hiện tại nhà cái chòi bà cụ sống chỉ cho chút xíu khoảng chừng 40 mét vuông thôi cô chú anh chị, mà hiện tại bây giờ là bà cụ không có nước xài, hiện tại là phải nước mưa xài. Nước mưa xài đây, bởi vì chỗ này thì có nhiều rồi người dân ở đây giúp đỡ cho bà cụ thôi, chứ còn giếng nước thì chưa có. Buổi tối là bà nằm ở đây hả? Trời ơi, bà cụ bà nằm đây này, trời ơi mưa. Mưa rột hết à? Khổ quá, khổ. Cái giường bà cụ đây hả? Mưa tạt ướt hết rồi. Wow, khổ quá khổ. Không có một cái giường để nằm luôn. Đâu mà bà kiếm cái tấm này thôi vậy? Bà mua cái tấm này hả? Ai cho? Rồi biết bà nấu ở đâu, nấu cơm ở đâu. Trời ơi không ai khéo à, nó cháy nữa khổ nữa. Nấu cơm chứ còn có chân. Trong đây thì cái căn phòng nó chỉ được mấy chờ 20 mét vuông thôi cô chú anh chị, nên là anh em đứng là khó khăn, không có gì nhờ mặt cụ. Mưa thì rất lớn nên là cô chú anh chị cũng thông cảm cho em.